Phát biểu tại hội nghị sơ kết hoạt động quý 1 năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã chỉ đạo toàn ngành hải quan không chủ quan với kết quả đạt được, tiếp tục tập trung nhiệm vụ thu ngân sách và chống buôn lậu, gian lận thuế và gian lận xuất xứ hàng hóa. Báo cáo tại hội nghị cho biết, bằng nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, thực hiện, tạo thuận lợi thương mại và chống thất thu, số thu ngân sách của ngành hải quan thống kê đến ngày 4 tháng 4 năm 2021 đạt 91.011 tỷ đồng, đạt 28,9% dự toán, đạt 27,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Trong đó, các cục hải quan đóng góp số thu lớn cho ngành cũng đạt tốc độ tăng trưởng cao so với dự toán được giao năm 2021 và tăng đáng kể so với cùng kỳ tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các cục vụ và các cục hải quan tỉnh thành phố liên quan đến công tác thu ngân sách, giám sát hải quan và việc triển khai đề án kiểm tra chuyên ngành theo chỉ đạo của chính phủ và Bộ Tài chính được Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn ghi nhận và chỉ đạo trực tiếp. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nêu rõ, trong quý 2 năm 2021, toàn ngành hải quan vừa tạo thuận lợi thương mại nhưng vẫn phải nâng cao năng lực quản lý, đồng thời tập trung vào công tác thu ngân sách, không chủ quan với kết quả đạt được trong quý 1 năm 2021. Trong đó, tăng cường vào các biện pháp chống thất thu về giá, về chủng loại, thuế xuất, kiểm tra giá hàng xuất khẩu, phân tích, phân loại hàng hóa, bên cạnh đó tổng cục trường cũng chỉ đạo toàn ngành tập trung và thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như triển khai thực hiện kế hoạch phát triển hải quan số đáp ứng yêu cầu quản lý và đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo quyết định đã được chính phủ phê duyệt và chỉ đạo đôn đốc của bộ tài chính